nói rộng cho đến không sánh bằng như hư không không gì sánh bằng do nhân duyên này nên phật pháp như lai pháp tự nhiên giác pháp trí nhất thiết pháp và tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều không thể nghĩ bàn không thể cân đường không số lượng không gì sánh bằng thiện hiện nên biết phật pháp như lai pháp tự nhiên giác pháp trí nhất thiết pháp thanh văn độc giác thế gian trời người a tu la vân vân của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều không thể nghĩ bàn cân lường số lượng sánh bằng do nhân duyên này nên nói phật pháp như lai pháp tự nhiên giác pháp trí nhất thiết pháp của như lai ứng tránh đẳng giác đều không thể nghĩ bàn không thể cân lường không số lượng không gì sánh bằng khi Phật thuyết phẩm không thể nghĩ bàn, không thể cân đường, không số lượng, không gì sánh bằng này, trong chúng có 500 bí xô không còn lậu hoặc, tâm được giải thoát, lại có 2.000 bí xô ni, cũng không còn các lậu hoặc, tâm được giải thoát, lại có 6 vạn cư sĩ nam, ở trong các pháp xa lìa trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, lại có 3 vạn cư sĩ nữ, cũng ở trong các pháp sa lìa trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh lại có hai ngàn đại bồ tát được vô sanh pháp nhẫn được thọ ký làm phật trong hiển kiếp